Chúa cùng chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật ta nói thật với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Vậy, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Đó là lời Chúa. Chị em, trong hành thánh Lorenzo có câu chuyện mà chắc là chúng ta cũng đã biết, đó là vị vua lúc đó bắt giáo hoàng giết đi, bắt cả Lorenzo nhưng không giết, bởi vì Lorenzo là người quản lý của giáo hội và ra lệnh cho Lorenzo hãy trao hết tài sản của giáo hội. Lorenzo hứa 3 ngày tôi sẽ trao hết cho hoàng đế. Thế rồi làm sao? Về nhà Lorenzo bán hết tất cả của cải tài sản của giáo hội đem bố thí cho người nghèo. Rồi đến ngày thứ 3 dẫn những người nghèo đó vào trong hoàng cung để trao cho nhà vua, đây là của cải của giáo hội. Nhà vua thấy vậy thì giận điên lên và đánh rồi tra tấn, và cuối cùng là nung tấm lưới sắt để cho nóng đỏ lên, rồi bắt Lorenzo lên trên đó để giết cho hạ lòng giận. Cái câu nói của Thánh Lorenzo, đây là của cải của giáo hội, nó cũng là một cái câu nói mang ý nghĩa thiêng liêng cho chúng ta. Đồng tiền chúng ta đang cầm ở tay, nó là của ta, nhưng rồi nó có phải của ta hoài không? Thưa rằng là không. Và có giữ được nó chăng thì đến lúc chết ta cũng phải buông nó ra. Thế nhưng đồng tiền đó, nếu mà chúng ta đem giúp cho kẻ khố thì nó là của ta. Và trong bài đọc 1 chúng ta đã thấy lời Chúa dạy chúng ta phải sống đời sống bác ái, hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu hoặc vì miễn cưỡng. Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Và Thánh Phaolô cũng nói cái điều mà chúng ta thấy được là cái của cải chúng ta ở nơi chúng ta cho đi đó. Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Và câu đáp ca chúng ta lập đi lập lại, cái lòng vị tha là cái mối phúc, phúc đức cho người biết xót thương và cho vay. Và lời Chúa cũng dạy chúng ta hãy sống vị tha. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Và có một câu là niềm yên ủi cho chúng ta bây giờ và đời đời: ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Đây là hạnh phúc thiên đàng cho đời sau, nhưng còn cho đời này thì sao? Câu này dĩ nhiên là
nói về cái việc mà Chúa cho ta ở cùng. Và điều đó có nghĩa là Chúa ở cùng ta. Và cha Henri Nouwen có một câu nói rất hay: người có Chúa ở cùng là người có niềm vui và nụ cười, và không biết lo cho ngày mai. Điều này cũng là hợp với lời Chúa trong Phúc Âm Chúa Nhật mà chúng ta vừa nghe: hãy trở nên như trẻ nhỏ. Và cũng đúng là như thế. Ngày hôm qua ở đây mới cúp điện bị hư phải không? Ai cũng sợ. Nhưng mà rồi khi mà ta cứ nghĩ đến cúp điện, nhưng mà ở đây có anh Tuấn, anh ta rất giỏi về điện, cho nên chẳng có gì phải lo cả. Và chắc chắn một điều là Chúa thì phải giỏi hơn anh Tuấn nhiều lắm nhỉ. Và ta thì có Chúa ở cùng, cho nên cha Noel nói thật đúng đó, là người có Chúa ở cùng, sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho người đó có niềm vui và nụ cười, và không biết lo cho ngày mai. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta vững lòng tin vào Chúa như Thánh Lorenzo, sống một đời vị tha, và cuộc sống của chúng ta sẽ được trôi qua trong bình an và niềm vui. Amen.